Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đá Quý Thi Duy Nguyễn Quân xin giới thiệu đến các bạn một số cái mẫu nhẫn nữ. Thì ở đây có hai cái mẫu nhẫn nữ, một mẫu dành cho nữ đi tiệc và một nhẫn thì mình có thể cho các bạn trẻ đeo thường ngày ha. Thì cả hai mẫu thì đều có thể đeo phong thủy cũng được, đeo trang trí cũng được nha các bạn. Thì Quân sẽ quay lần lượt hai cái chiếc nhẫn này. Đây là một cặp nhẫn của vị khách hàng rất là trẻ tuổi, làm việc văn phòng. Đầu tiên hết quay cái chiếc đi tiệc ha. Thì chiếc đi tiệc này là xuất phát từ ý tưởng của một ý tưởng là đeo phong thủy mệnh kim. Nhưng mà sau đó thì vì kinh tế cho nên mình chọn làm đá chỉ có kim cương nhân tạo ở quanh xung quanh, còn viên ở giữa là một viên topa thôi. Cô mời các bạn ngắm xem ha. Thì đây là một cái kiểu rất là đẹp và rất là sang và cầu kỳ trong thiết kế nha các bạn. Bạn nữ nào yêu thích trang sức nhã nhặn, nhỏ đỏ gọn nè, đẹp nè, nhiều đường nét ha, tinh tế, thì đây là một trong những cái lựa chọn phù hợp nha các bạn. Hoàn toàn làm bằng vàng 14K ha, với các tấm xung quanh đá chủ là tấm môi sanai. Thì chi phí và để hoàn thành cái chiếc nhẫn này là một cái chi phí kinh tế, vì viên đá chủ được đính chỉ là một viên topa bình thường thôi đó các bạn. Nhưng mà cái hay ở chỗ của chiếc nhẫn này là điểm đặc biệt mà Quân muốn nói đến, đó là các cái phương pháp để mà gia công tán chấu chỗ này. Các bạn sẽ đeo và lúc rảnh á, xem và ngắm nhìn á, càng nhìn càng ghiền nha các bạn. Dành cho các chị em phụ nữ mà làm việc ở văn phòng, tiếp xúc nước ít, thì cũng phù hợp luôn, là có nghĩa là mình vừa đeo nhanh nhẹn cho những cái buổi bạc thi, hoặc là cho những cái phong thủy hàng ngày cũng như là trang sức hàng ngày tại văn phòng ha. Đó. Rồi, xin chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ nhé, thật là hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và triển lãm một chiếc nhẫn như thế này.